Mình không có đụng với bác đâu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái làng nghề là làm các mặt đồ mặt mặt hàng về lò nung nè, các lò nung ở ngay cầu sắt của Hòn Đất đi thẳng vào nhé. Qua cầu sắt thì bạn quẹo quẹo bên tay phải thẳng vô. Rồi mình đi thăm nè. Đây 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 là chị, cái này thường là mình xích qua đâu bán chị nhỉ? Đây là Cà Mau với Sài Gòn. Cà Mau rồi đâu đó chị? Cà Mau Hà Tiên rồi. À Hà Tiên hả? Dạ. Cái này đất sét mình lấy ở đâu chị? Lấy Trung Hòn. Hả? Lấy Trung Hòn. À. Một cái vậy là làm khoảng bao lâu mới xong một cái chị? Xíu trồng cái. Không, từ 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 cái lúc mà mình lấy đất mình kìa kìa. Đây là người ta làm mua đi đất là mua lại. À mua về làm lại nữa. Dạ. Mua nhiều giai đoạn. À dạ. Cảm ơn nha. Đây là những cái chỗ mà làm đất sẵn luôn. Nên một khu là cái đất này là mình lấy ở đâu mình làm vậy? Lấy trong hồ. Mà nếu mà làm một cái thì làm bao lâu mới xong? Mấy ngày. Vậy hả? Tại từ từ cái công đoạn mà ấy đất lên luôn đó hả? Còn cái này mình có khuôn hay là mình xây ấy sẵn luôn ta? Có khuôn.
Nhà mình làm cái này lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Vậy đó, mình làm mấy loại lắm em? Cái này mình làm mấy loại? Từ số 1 cho tới 3, 4. À, có nghĩa là cái này là 3, 4 khuôn. 4 khuôn luôn. Mà vậy là mình thường bán đi đâu em? Mình bán cho nghe lò, nó bán cho nghe lò. Có nghĩa là mình bán trực tiếp ở đây là nghe lò thôi. Chứ mình không có bán trực tiếp cho người dùng đó phải không? Cái khu làm lò cô ơi, cái này mình làm lò lâu chưa cô? 30 năm. Dạ. Cô cái tròn tròn này nè, là cái đó là cái gì vậy cô? Cái tròn tròn đó đó lò à? À cái để trên đó phải không? Cái gì phải không? Ủa cô, mà cái đó mình đốt là để cho nó... À dạ. Anh ơi, cái này là đất mình lấy ở ở hòn hòn đất về hả anh? Đất đen không à? Ở đây hả? Đây. À dạ. Đây là cái máy lộn hả anh? Máy xây đất. Ồ, máy xây. Cái gì vậy bà? Ừ, đi bà vô trong. Bà muốn gần cái chụp hình người ta chụp hình cho bà đúng không? Còn lại bà. Chị, một cái lò này vậy là lập lâu không chị?
Thường mình làm bao lâu mới xong một cái lò chị? Làm nhiều giai đoạn. À có nghĩa là mình phải nặng một cái này trước đúng không? Quay cái ống nè. Dạ. Quay cái thành cái ống vậy đó rồi là phải gắn nè. À dạ. Rồi lại đẩy cái đầu này lên. Quay cái đầu mình cắt nữa, không cắt nữa. Cắt cho nó thành cái mỏ nè. À cắt cái mỏ xong rồi mới ấy phải không? Dạ. Gắn gì rồi mới cắt cái mỏ. Gắn gì rồi mình làm gì nữa chị? Cắt một cái. Dạ. Wow. Ủa chị, rồi cái này là bán cho thương lái hay là bán ra đây chị? Bán xuống dưới ghe đó. À dạ. Cái gì nếu mà bán thì cái gì nhiêu? Làm mướn không biết đâu. Dạ. Làm mướn. À dạ. Ta làm người ta còn vô xô, vô ông thiết, tùm lum chân. Dạ. Đẹp quá chị ơi. Mà thấy công phu quá à. Dạ. Ê, cảm ơn. Đi trễ quá, người ta nghỉ hết rồi. Không sao, mình đi vòng vòng. Quay cảnh lầm lò. Nên là có một cái anh em ơi quay phim kìa. Ồ, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có gì thì các bạn cứ ghé chỗ cầu sắt của ngay thị trấn tham quan các cái lầm lò kiểu mới à. Quay cái lâu. Dạ. Ở đây mình gọi là xóm lò luôn hả cô? Xóm lò. Dạ. Là cô làm lâu chưa? Làm lâu. Dạ. Anh, cái lò này gọi là cái lò gì anh? Tại nó có cái đầu mũ hơi lạ. Lò ống khói. Ống khói hả? Ừ. Dạ. Cái này mình bán cho thương lái thôi hả anh? Hay là mình có... Bán cho dựa. À, cho dựa thôi. Cái này có khuôn hay là mình tự ấy tay không? Tự ấy tay. Cái này tay thôi hả anh? Rồi. Tại em thấy cái lò bên kia thì có cái khuôn.
đó là những cái ghe để thu mua.